Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Một điều sự thật mà bạn cần phải biết, bạn còn sống ngày nào thì bạn và tôi còn gặp nan đề ngày đó. Chúng ta kể cả chạy vào rừng thì ở đó vẫn có nan đề. Nan đề chỉ hết khi tôi và bạn chết. Nan đề chỉ không đến với những bức tượng, còn khi tim còn đập, mũi còn thở, thì tôi nói cho bạn một sự thật, nó phũ phàng một chút đấy. Chạy đi tu vẫn không chạy khỏi nan đề đâu. Bao nhiêu tội lỗi nó len lỏi kể cả vào chùa và đi theo mấy ông vị tu đó, nan đề không bỏ chạy khỏi chúng ta. Bạn ơi, nhưng có một điều mà tôi muốn nói cho bạn biết, càng nhìn thấy điều đó, chúng ta càng nhìn vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Và tôi có một số người bạn Đức, khi ăn uống trò chuyện với nhau, vậy khi họ tâm sự mới thấy rằng, dù họ rất là nhiều điều tốt đẹp, bằng cấp cao, tiền lương cao, nhưng khi họ có những nan đề đụng chạm trong gia đình, họ không có sự trông cậy nào nữa. Và khi họ buồn chán rồi thì chỉ có một cách là ly dị, để cho tôi được tự do, vay được tự do. Còn chúng ta có một sự trông cậy sống vào Ngài. Có một sự trông cậy sống vào Ngài là Ngài không phải chỉ tại đời này mà còn cả đời sau nữa. Cô ấy đã nói rằng tin lành có điều gì bằng chứng quan trọng, mạnh hơn hết thảy những tôn giáo, mạnh hơn hết thảy những dòng triết lý khác. Xin thưa, ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, ngôi mộ trống đó Giêsu đã sống lại từ cõi chết, và nó là bằng chứng hùng hồn. Tại sao tin lành bao nhiêu ngàn năm rồi mà càng ngày càng phát triển và thay đổi cả tôi và bạn nữa? Chúng ta cùng nhau đọc một câu kinh thánh, sách Ma-thơ đoạn 28. Đây là câu chuyện lịch sử. Hãy nói với người lân cận rằng đây là câu chuyện lịch sử. Vì sao? Bởi vì có nhiều kẻ biến lịch sử thành truyền thuyết và biến truyền thuyết thành lịch sử. Nhà sử học gia Trần Trọng Kim có nói rằng thật đáng tiếc cho nhiều quốc gia, họ biến lịch sử thành truyền thuyết và lại đưa truyền thuyết thành lịch sử. Thánh gióng không phải nhân vật của lịch sử, là truyền thuyết. Còn Chúa Giêsu của tôi và bạn, đó là một nhân vật ở lịch sử. Bạn và tôi đang xây dựng đức tin không phải trên huyền thoại, không phải trên những chuyện cổ tích, mà trên những sự kiện lịch sử có thật. Nan đề của bạn là sự thật đấy. Vợ của bạn và bạn đang cãi nhau là sự thật đấy. Con của bạn hư là sự thật đấy. Bệnh tật đang tấn công ai đó tại đây là sự thật đấy. Nhưng nó có một sự thật mạnh hơn. Có ai đó đang bị sự chết đe dọa, nó là sự thật đấy. Bác sĩ kê cho bạn căn bệnh của bạn là sự thật. Nhưng hãy cùng nhau nhìn vào một sự thật trong lịch sử, và sự thật ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục. Ma-thi-ơ đoạn 28, xin đọc cho anh chị em này. Sau ngày Sa-bát là đến ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dáng của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Bạn ơi, khi bạn nghe lời này, khi bạn đọc lời này, đừng chỉ coi nó là một câu chuyện. Nó là lời của Đức Chúa Trời. Và nếu lời của Đức Chúa Trời mà được đọc ra như vậy, nó cũng tương đương với lời đó đang đứng bên cạnh tôi và bạn trong căn phòng này. Và quyền năng của Chúa sẽ thay đổi nan đề của tôi và bạn, dù nó ở trong mộ. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng người đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Bạn và tôi đến đây ngày Chủ nhật tìm ai? Chúng ta nhiều khi đặt câu hỏi, tôi đến đây tìm gì? Tôi tìm một bài hát hay à?
Tôi tìm một đội ngũ đàn giỏi à. Tôi tìm một ai xuất chúng trong cách giảng dạy à. Người đàn bà này, họ không tìm, họ không đi tìm những con người đó. Họ đến mộ, họ đến một cái nơi thê thảm nhất. Không phải sàn nhảy disco, không phải là phiên chợ, không phải là chỗ bán đồ cũ để mua đồ rẻ, mà họ đi tới ngôi mộ, là nơi một ngày trước đó, vào chiều ngày thứ sáu, người ta chôn Chúa của họ ở trong ngôi mộ đó. Họ tới tìm Chúa Giêsu. Tôi đảm bảo với bạn, khi bạn và tôi đến nhóm tế bào để tìm Ngài, đến ngày Chủ nhật đây để tìm Ngài, đọc Kinh Thánh để tìm Ngài, cầu nguyện để tìm Ngài, hát để cho Ngài, thì tôi và bạn chắc chắn sẽ gặp Ngài. Người xin thì được, người tìm gì sẽ chắc chắn gặp. Tìm rác sẽ tìm thấy rác. Bói xe ra mà, quét nhà luôn ra rác. Và nếu bạn và tôi đi tìm Chúa Giêsu, chắc chắn sẽ tìm được. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài nằm và hãy đi mau nói với môn đồ Ngài rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi. Hallelujah. Hãy nói cùng tôi hallelujah. Quay trở lại câu Kinh Thánh đầu tiên. Sau ngày Sa-bát, sau ngày thứ bảy, là đến ngày thứ nhất trong tuần lễ. Hãy nhắc lại cùng tôi, ngày thứ nhất trong tuần lễ. Thằng bé con nọ hát, thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và sau đó dừng lại hỏi bố đó, thế ngày thứ nhất ở đâu bố? Tại sao thứ hai lại là ngày đầu tuần? Bố nó nhìn nó, bài hát đó mọi người biết của ai? Phạm Tuyên. Làm bài hát đó và người ta cứ hát, thứ hai là ngày đầu tuần thành thói quen. Thằng ông bố nói thì người ta dạy bài hát như vậy, cứ hát, tò mò làm gì cho mệt. Thằng bé nó cứ hát, nó hát cho tới ngày sang Nga, nó hát tiếp tục như vậy cho tới một ngày. Trong bao nhiêu năm trời nó đi tìm ngày thứ nhất đã mất của nó, bài hát nó hát thuộc lòng, thứ hai là ngày đầu tuần. Nó luôn đặt câu hỏi, ngày thứ nhất ở đâu nhỉ? Cuộc sống tứ đổ tường, đủ mọi thứ, chỉ vì nó thiếu số một thôi. Thứ nhất của tôi ở đâu? Số một của tôi trong cuộc đời tôi ở đâu? Rồi có một ngày, nó tìm thấy ở đây này. Nó tìm thấy ngày thứ nhất đã mất của tôi và bạn ở đây này. Ngày thứ nhất trong tuần lễ. Tại sao nó mất? Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Ngôi mộ của Ngài không còn Ngài ở trong đó nữa. Cho nên ngày đó không còn gọi ngày thứ nhất, mà nó là ngày Chúa Nhật. Từ tiếng Hán Chúa với Chủ giống hệt nhau. Người Việt Nam gọi là ngày Chủ Nhật. Rồi người Việt không hiểu được ý nghĩa, cứ tưởng là chủ có nghĩa là tôi làm chủ ngày đó. Nhưng sự thật, dù là Chủ Nhật hay là ngày Chúa Nhật, thì nó là ngày của Chúa sống lại. Hãy vỗ tay cảm tạ được chưa trời. Amen. Hallelujah. Dù vô thần hay tin nhận Chúa, thì người nào cũng chờ đợi ngày cuối tuần Chủ Nhật được nghỉ ngơi. Chúng ta đến thờ phượng được chưa trời. Còn nhiều người họ mang cuốc đi tăng gia sản xuất. Nhưng sự thật, ngày thứ nhất đã mất của tôi và bạn đã thấy là ngày Chúa Giêsu sống lại, là ngày Chúa Giêsu sống lại. Amen. Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói rằng dù nan đề đến đâu đi chăng nữa nhá, hãy nhớ Chúa của bạn sống lại từ cõi chết. Hallelujah, đừng sợ. Roma đoạn 1 câu 4. Chúa sống lại để làm gì? Chúa sống lại để làm gì? Kinh Thánh chốt rằng đã định trước cho loài người một lần phải chết, sau đó bị đoán xét. Lắng nghe này, Hebrew có nói rằng đã định trước cho loài người một lần phải chết, không có luân hồi, không có sống hàng ngàn đời để đầu thai vào kiếp khác, không có sau này bạn trở thành con ruồi hay là con gà hay là con ngỗng, chỉ được sống có một lần thôi, không làm lại lần thứ hai đâu. Hơi Lan và Điệp, mọi người hiểu tôi đang nói không ạ? Đã định trước cho loài người phải chết một lần, sau đó phán xét. Chết không phải là hết. Chết sau đó bị phán xét, có
nghĩa là khi con người đó qua đời, con người đó phải trả lời trước đấng tạo hóa những điều gì anh ta đã làm trên đất này. Bởi vậy cho nên người Việt Nam nói qua đời hay từ trần để thay cho từ chết là như vậy đó. Qua cái đời này để tới một cái đời khác, từ cái trần này để tới một cái trần khác. Con người là phải chết vì con người phạm tội. Còn Chúa của tôi và bạn tại sao sống lại? Tại sao sống lại? Hebrew sách Roma trả lời: theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết mà được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ Chúa của chúng ta. Bạn ơi, dù tôi và bạn thân thể hư nát này có qua đời, nhưng hãy nhớ này, có một đấng đã sống lại từ trong kẻ chết. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ta có một niềm hy vọng sống. Bạn ơi, sẽ có một ngày khi rời khỏi cõi đời này, bạn không có quyền lựa chọn nữa. Trong khi còn thở, bạn còn được quyền lựa chọn. Tôi đang đứng tại đây trong khi giảng cho bạn nghe, tôi được quyền lựa chọn trong lúc khát cầm cốc nước uống hay không cầm. Bạn được quyền buổi sáng ngày hôm nay đến hội thánh thờ phượng Chúa hay ở nhà. Nhưng sẽ có một ngày ở nơi đó tôi và bạn không được quyền lựa chọn nữa. Ở nơi đó, sau khi bạn tắt thở, chắc chắn nó đã định cho bạn một trong hai con đường, hoặc lên trên hay là xuống dưới. Người Việt Nam chúng ta 99,9% biết là có địa ngục, nhưng họ bị giấu nhẹm có một lối khác là thiên đàng. Vì nếu họ biết rằng có một thiên đàng thì 96 triệu người Việt Nam sẽ đặt câu hỏi: làm sao để tôi lên thiên đàng? Nhưng ma quỷ đã giấu họ, chỉ cho họ biết có địa ngục thôi. Thành ra họ phải ngậm đắng nuốt cay mà cố gắng giữ được cái sự sống ở trên đất này. Bởi vì chết sẽ xuống âm phủ khổ. Thành ra còn sống trên đất này ngày nào hay ngày đó. Nhưng bạn ơi, sự lựa chọn của chúng ta được quyền trên đất này sẽ quyết định sau khi qua đời bạn đi đâu và về đâu. Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Ai mà ở trong Ngài thì bạn sẽ được sống lại như vậy. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Ôi, có ai đã nói rằng ông hơi cực hữu, ông phê phán tôn giáo khác và ca ngợi tôn giáo của ông, ông gây bất hòa. Không phải, tôi không hề chê xấu một tôn giáo nào hết. Tôi đang nói về một sự kiện có thật là Giêsu sống lại. Còn nếu các vị muốn biết hay là có biết được ai đó sống lại từ cõi chết nhiều ngàn năm và sống đến bây giờ thì nào, hãy kể cho tôi nghe. Còn nếu chưa kể được thì tôi sẽ tiếp tục, anh em tôi tại Berlin sẽ tiếp tục kể cho các vị nghe về Giêsu sống lại từ cõi chết, một đấng duy nhất. Amen. Hallelujah. Cảm tạ Chúa. Khải Huyền đoạn 1. Hôm qua buổi chiều tôi đi vòng xung quanh chợ Đồng Xuân, giống như Nê-mi ngày xưa vậy, bao vây bởi sự cầu nguyện của mình. Tôi nói: Chúa ơi, cộng đồng Việt Nam tại đây, họ sẽ không phải bởi sự ép của chúng con mà chạy tới với Chúa đâu. Họ không phải bởi cớ chúng con đến phát chủ đạo đơn mà họ tin Chúa Giêsu đâu. Họ sẽ tin nhận Ngài khi thần của Chúa mở mắt họ và cảm động trong lòng của họ như đã từng làm trên con cách đây 24 năm trước. Thật ra thần của Đức Chúa Trời ơi, đây là thời điểm hãy thương xót dân tộc của chúng con. Hãy thương xót hết thảy những con người này. Con không tốt hơn họ. Chúng ta ngồi tại đây không tốt hơn những người chưa có mặt tại đây. Chúng ta chỉ khác họ. Chúng ta được nghe về sự kiện Giêsu sống lại từ cõi chết trước họ. Và có ai đó trả giá cho chúng ta nhiều hơn chúng ta trả giá cho họ. Chứ chúng ta đã tiếp nhận đấng sống lại từ cõi chết trước họ. Chỉ có thế mà thôi. Amen. Nào, đây này. Đây chính là điều tại sao chúng ta không còn sợ bói toán tử vi nữa. Có bói kiểu gì thì bói hoàn toàn vô nhiễm trên đời sống của tôi và bạn. Sứ đồ Giăng nhìn thấy trong một khải tượng Chúa Giêsu xuất hiện và vừa thấy Ngài, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi. Anh chị em ơi, lời này dành cho tôi và bạn mỗi một ngày: đừng sợ chi.
ta là đứng trước hết, là đứng sau cùng. Bạn bắt đầu và kết thúc cuộc đời của bạn có một đấng khởi đầu và kết thúc luôn đi cùng bạn, không bỏ bạn đâu. Là đấng sống, hãy nói to đấng sống. Hallelujah. Đấng sống có nghĩa sao? Đấng sống không phải bức ảnh treo ở tường về một vị lãnh tụ, không. Bức ảnh treo trên tường nói về một con người đã sống nhưng nay không còn sống nữa. Bức ảnh này chỉ treo lên để kỷ niệm. Còn đấng sống, tại sao chúng ta không có ảnh của Ngài? Tại sao chúng ta không cầu nguyện với ảnh của Chúa Giêsu? Bởi vì Ngài sống, cần gì phải ảnh. Amen. Tôi sang Mỹ chuyên giảng 2 tuần hơn, tôi mang theo ảnh của vợ, ảnh của con sang đó. Thì thằng nhớ lại đưa ra, ai đó hỏi, tôi cho người ta xem ảnh vợ, ảnh con đã, để cho đỡ nhớ. Qua Skype, qua điện thoại nói chuyện, có Viber. Nhưng anh chị em thử tưởng tượng, tôi về đến Berlin, đến nhà của tôi, gặp vợ của tôi và con tôi, tôi vẫn cầm cái ảnh từ ví ra. Vợ tôi ngồi kia, em ơi anh nhớ em, anh yêu em. Vợ tôi sẽ nói không mà. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Ảnh chỉ thay thế khi không có người đó bên cạnh. Còn khi có người đó bên cạnh rồi, xin chào mấy tấm ảnh của Chúa Giêsu. Đâu cần. Amen. Và như vậy, chúng ta cần phải học cách nói chuyện với người sống. Bạn nói rằng, nhưng mà không có cái gì khó lắm. Có một người bên Nga mới tin Chúa năm 95 nói rằng, mục sư ơi, cầu nguyện với một đấng không nhìn thấy gì, khó quá mục sư ạ. Hay là mục sư đến nhà tôi lấy cái bút chì, vẽ một cái dấu thập ở trên tường, mỗi lần tôi cầu nguyện tôi nhìn vào cái dấu đó là tôi cầu nguyện cho nó dễ. Cái đó cũng giống như kiểu ngồi thiền vậy. Không. Bạn nói rằng không nhìn thấy Chúa khó nói chuyện, bạn ơi, nhiều khi nhìn thấy người còn khó nói chuyện, không chỉ là với Chúa. Bạn nói chuyện vợ bạn khó cực nha, rõ ràng ngủ sờ sờ đấy mà khó nói chuyện, đúng không ạ? Như vậy có nghĩa là kể cả có người hay không có người thì chúng ta vẫn phải học cách nói chuyện, tiếp xúc với đấng đó. Amen. Làm sao bây giờ? Cứ sống đại vào thôi. Cứ sống đại vào thôi và nói rằng, em ơi, anh thấy khó hiểu em, anh cho hiểu em đi, anh nài em đấy. Là cô cho mình hiểu về cô ngay. Thì y chang như vậy, Chúa Giêsu nói rằng, Chúa ơi, con khó hiểu về Ngài, cô hãy cho con hiểu Ngài đi. Chúa bảo, ok, ta sẽ mở cho người. Còn tốt hơn cả mục sư mở cho người nữa cơ. Không một ai cho tôi biết rõ vợ tôi bằng chính cô ấy. Không một ai có thể cho bạn và tôi biết rõ về Ngài bằng chính Ngài. Kinh Thánh chép rằng, đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Như vậy Giêsu của tôi và bạn không phải chết lâm sàng. Ngài sống đời đời. Tiếp theo, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Hallelujah. Trước khi Ngài sống lại từ cõi chết, âm phủ có ổ, sự chết có ổ khóa. Ổ khóa đó nó không được mở cho bất kỳ người nào. Nhưng khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài tới túm cổ Satan đập đầu và nói rằng, đưa chìa khóa đây. Mà bạn tưởng tượng, bạn ở trong một cái nhà thuê mà lại không được cầm chìa khóa. Như vậy có nghĩa là bạn mất quyền trong cái nhà đó rồi. Tại sao có nhiều người sống lại từ trong cõi chết là như vậy đó? Thời điểm cuối cùng rất nhiều người sống lại từ trong cõi chết. Vì sự chết đã mất quyền của nó rồi. Âm phủ đã mất quyền của nó rồi. Tôi nói những anh chị em ngồi tại đây và nói ngay cả những người đang xem nữa. Tôi nói với bạn rằng, nếu bạn biết đấng sống, đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, bạn sẽ không chết trước hạn mà Chúa định cho bạn đâu. Amen. Ai đó đến thăm chị Phương ngày hôm nay và ngày mai, hãy nói với chị như vậy. Hãy nói với chị rằng, hãy biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và nói rằng không thể chết trước kỳ hạn được. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Hebrew đoạn 13 câu 8. Hallelujah. Đây là câu mà cho tôi và bạn thấy sự sống lại của Chúa Giêsu có ảnh hưởng gì đến tôi bây giờ, đến bạn bây giờ. Có thể 2000 năm trước nhưng bây giờ nó chỉ là bài học lịch sử. Không. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, người mộ tại Jerusalem mà tôi đã 2 lần chui vào đó, trưởng lão vừa và một số anh chị em ngồi tại đây đã vào đó 1 lần. Người mộ đó trống, không có Ngài ở trong đó. Giêsu ngày hôm qua, hôm nay, cho đến ngày mai, cho đến mãi mãi về sau, cho đến đời đời, Ngài không hề thay đổi. Bởi vậy cho nên tại sao
Khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta tập cảm tạ là như vậy đó. Bạn nói rằng, mục sư ơi, tôi đang thiếu tiền trầm trọng. Hãy nhớ lại, từ khi bạn tin Chúa, một hai lần nào đó thiếu tiền mà cầu nguyện Chúa đáp ứng. Bắt đầu đến với Chúa cảm tạ đi. Bạn nói rằng, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì mình đang ở trong trại tị nạn. Và con cầu nguyện với Chúa, Chúa giải phóng con ra. Khi bạn bắt đầu nhắc nhở, nói cho Ngài những công việc Ngài đã làm, đọc lại Thi Thiên xem. Nhiều khi bạn đọc Thi Thiên thì nhắc đi nhắc lại nhắc hoài mà thấy mệt cả người, cứ suốt ngày cứ biển đỏ rẽ ra rồi Chúa dìm Phao dưới sông dưới biển, xong rồi mệt quá nhắc đi nhắc lại làm cho nó mệt thuộc lòng rồi. Nhưng mà tại sao bạn ơi, cơm gạo trắng nước trong ăn mãi mà không hề chán, nó mang lại sự sống cho bạn thế nào thì lời cảm tạ những việc mà Ngài đã làm cho bạn không bao giờ nhàm chán với Ngài và với bạn. Bởi vì mỗi một lần bạn nhắc lại những điều Ngài làm cho bạn thì bạn được bước ra khỏi nan đề hiện tại để chuyển vào thế giới của đức tin, và ở nơi đó bạn sẽ nhìn thấy động lực tác động của Đức Chúa Trời quyền năng đánh vào bạn và nan đề sẽ phải thối lui. Đó là bài học dâng tế lễ mà 3-4 tháng vừa rồi tôi được học. Trước đây tôi cảm tạ khi mà nhận được điều gì. Trước đây tôi hay ca ngợi Chúa khi trong hoàn cảnh thật là tốt đẹp. Nhưng bạn ơi, đọc mãi Habakkuk mà nhiều khi chúng ta không hiểu nổi. Cây vả không nứt lọc, cây nho không ra trái, con ốm vợ đau nhà không hết nghèo. Bây giờ làm sao? Ca ngợi Chúa làm sao đây? Tiền không còn, nhiều tháng không nhận lương, bạn phải làm sao? Hãy nói với con của mình, hãy nói với vợ của mình, đây là lúc tinh thần Habakkuk phải được khởi sự. Đây là lúc phải lấy những đồ quý giá nhất trong ví của mình để sắm sửa nhạc cụ mà ca ngợi Đức Chúa Trời. Đây là lúc mà kiên nhẫn để cầu nguyện, bởi vì vừa có lợi cho tiết kiệm tiền và lương thực không cần phải đi mua, mà lại vừa có sức mạnh về thuộc linh. Amen. Không đùa đâu. Và cho nên Eli xả con bò tơ từng miếng, đọc thì nhanh lắm, chưa đầy 2 giây hết cái 4 từ đó, nhưng hành động của Eli xả con bò tơ 30-40 cân ra từng miếng vất vả lắm. Còn 850 tên thì người ta cười nhạo kìa, nó làm cái trò gì đấy mà xả từng miếng một, xả từng miếng một dưới trời oi bức và khát và đói. Nhưng Eli vẫn tiếp tục làm. Bạn và tôi sẵn sàng xả mình từng miếng ra không? Cái đó gọi là chiến thuật tùng xẻo. Cắt xác thịt của mình đặt lên trên bàn thờ để dâng cho Chúa là của lễ thiêu. Ý riêng của mình đến lúc cần phải xử lý. Jesus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa sống lại vì tôi và bạn. Tôi nhớ cái ngày mà vừa cưới vợ xong, đi tuần trăng mật tại Mạc Xây, buổi sáng nọ tỉnh dậy bỗng nhiên thấy ở ngực phải đau đau. Tôi sờ thấy nó có cái hạt gì đó như hạt đậu, và thấy nhức nhức rồi. Ngày hôm sau đau hơn, to dần lên. Hôm sau nó to hơn nữa, mặc cái áo mayo mà cảm thấy nó đau nữa. Vợ tôi bảo hay là đi bác sĩ khám. Tôi bảo, tôi suy trong đầu rằng đâu có bảo hiểm, từ bên Nga sáng chưa có giấy tờ, chưa có bảo hiểm gì hết, bây giờ mà tiền đâu ra, thôi bỏ qua đi. Mọi người biết này, càng ngày càng đau. Mới cưới vợ tuổi 30 ma quỷ bắn vào đầu, mày ung thư nặng, sắp chết rồi, vợ trẻ để cho ai? Mọi người hiểu không? Trong lúc dễ dãi thì bạn thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng khi có nan đề xảy ra, những tư tưởng tiêu cực bắn vào đầu. Chúng tôi nhìn nhau và tôi suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ được lời hứa của Chúa sẽ truyền giảng trên sân vận động, có nghĩa là chưa thể chết được. Tôi nói với vợ tôi, em không cần đi bệnh viện. Tôi nói như vậy không có nghĩa là bạn không cần phải đi bệnh viện nhá. Trong hoàn cảnh của tôi biết được điều tôi làm, tôi biết được Đấng đã nói gì với tôi. Còn bạn, nếu không được nghe tiếng Đấng đó nói, hãy nghe tiếng của bác sĩ, đi bệnh viện mà khám. Amen. Tôi đứng như vậy và chúng tôi đặt tay cầu nguyện trên cái khối u của tôi. Sáng ngày hôm sau to hơn, đau hơn. Một tuần sau vẫn tiếp tục cầu nguyện, to hơn và đau hơn. Một tháng sau, đến khi về Nga sau 4 tháng vẫn như vậy. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi soi gương
nhìn vào ngực phải của mình trong gương và nói: mày không được quyền ở trên con người của ta. Và cứ như vậy tuyên xưng. Rồi đến một ngày chúng tôi không biết chính xác là khi nào, bỗng nhiên cho đến bây giờ nó không còn nữa. Đấng sống để nghe lời cầu nguyện của bạn. Đấng sống để khi bạn cầu nguyện, tay của Ngài không nặng, tay của Ngài không ngắn để giúp đỡ bạn. Amen. Giê-xu của tôi và bạn hôm qua, hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Muốn nghe nữa không? Hay là chúng ta cần kết thúc? Bây giờ nói một chút về tiền bạc nha. Chúa sống, tôi đưa lương cho vợ tôi. Khi cưới vợ xong, tôi đưa vợ tôi sang Nga. Nhiều người nghĩ rằng tôi lấy vợ sẽ ở lại Đức. Tôi nói với một số người tưởng như vậy, nói rằng tôi sẽ không ở lại Đức cho tới khi Chúa nói. Còn Chúa không nói, tôi vẫn quay trở lại Nga để hầu việc Chúa tiếp tục. Nhiều người không tin. Đại sứ quán Đức tại Nga không tin. Họ nhận cái hồ sơ của tôi, nói rằng sau khi cưới tôi trở lại Nga. Họ nói rằng tôi trả lại hồ sơ của anh. Tôi bảo vì sao? Tôi không tin. Những người Mông Cổ, Trung Quốc và Việt Nam cưới vợ ở Đức là ở luôn. Tôi làm gì có chuyện quay trở lại Nga. Vì tôi làm visa là visa bên Nga. Họ trả lại. Tôi bảo nhưng mà tôi là mục sư hội thánh, tôi sẽ về đây. Họ nói không tin. Tôi bảo tại sao lại không cấp visa? Họ nói rằng theo luật ngoại giao, cứ cái gì nghi ngờ được quyền từ chối mà không cần phải giải thích. Tôi đưa vợ tôi sang Nga sống. Bắt đầu từ trong hội thánh có tin đồn: ôi, mục sư Hùng bây giờ ngập răng rồi, tư bản dãy chết đã sang, tiền của Đức chắc chắn là ăn thoải mái. Ở bên kia tị nạn mà họ còn 400 mỗi tháng gửi về cho bố mẹ Việt Nam, huống chi bây giờ vợ Đức. Đó, họ dâm gian nói như vậy đấy. Và trước khi tôi lấy vợ thì thường có một cái thu nhập phụ, có nghĩa là mình cô đơn, thành ra có nhiều bà trong hội thánh nấu cơm dư ra một chút, kho thịt dư ra một chút, làm cái cặp lồng xong đến đưa cho mục sư về ăn, dưa muối đưa chút, rồi thủ giò thủ làm chút mang tới. Nhưng mà từ khi tôi có vợ mang sang bên Nga, cái thu nhập phụ đó mất. Họ không mang đến nữa vì họ xấu hổ, chẳng như là mang cái đó đến cho mục sư mà có vợ Đức tư bản ngồi bên cạnh thì xấu hổ, họ không dám làm. Và bắt đầu đói bụng vì nhân vật này sang là sinh viên ăn bám vào lương của tôi đã gầy rồi lại thêm một người ăn bám nữa gầy hơn. Chẳng nhẽ đứng trước hội thánh tôi nói: anh chị em ơi, lâu lắm rồi không thấy cặp lồng cơm. Rồi có một lần tôi đưa tiền cho vợ của tôi, và tôi là người Đức, bước vào đi vào trong máy tính bấm 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 một hồi, trích 1/10 tiền cho nghiên cho truyền giảng một hồi, chia làm 4 cho mỗi tuần, xong quay ra nói với tôi rằng: anh, em thông báo với anh rằng mỗi một ngày chúng ta được ăn số tiền như vậy, rút ra anh chị em không hiểu, nhưng mà nó khoảng độ 2 cái bắp cải một tuần hay sao, hay là một ngày 2 cái bắp cải, hay là một tuần 2 cái bắp cải. Tôi nói rằng tiền anh vừa đưa cho em mà bây giờ nó ở đâu mà sao là không có tiền. Cô nói rằng là em chi em trừ 1/10 rồi trừ các khoản hướng dâng hiến, bây giờ chia ra 4 phần, mỗi tuần chúng ta chỉ có ngày đấy tiền thôi. Tôi nhìn thấy như vậy và thấy hơi xót xa. Tôi nói rằng: em ơi, hãy xem lại hết thảy khoản chi tiêu của mình. Ngoài tiền lương của anh, em và gia đình chúng ta cần thêm bao nhiêu tiền nữa? Chỉ có tôi và vợ tôi thôi. Cô ngồi cô tính mà thôi. Cô nói rằng mình ngoài tiền lương của anh cần thêm $100 mỗi tháng nữa. Tôi bảo lại đây. Thủy Tiên lại gần, cô tưởng là tôi đưa ra một cái công tố mới nào. Tôi dở Matthew 18 đọc rằng hai người thuận nhau ở dưới đất cầu xin cha bất cứ một điều gì nhân danh ta thì ta sẽ làm cho. Nắm tay vợ đọc xong câu đó cầu nguyện: Chúa ơi, chúng con cần ngoài tiền lương của chúng con ra thêm $100 mỗi tháng. Cầu nguyện như vậy. Và tôi nói rằng dồn tiền mấy tuần sau cho tuần đầu tiên, anh hứa sẽ có đấy. Và bắt đầu ăn theo cái số tiền đang có. Đến bắt đầu tuần thứ hai rồi mà $100 chưa thấy xuất hiện. Vợ tôi nói: thế $100 đâu, tiền đã cạn dần rồi. Mọi người lắng nghe này, tôi suy nghĩ trong đầu, bây giờ đã nói chuyện với vợ như vậy rồi mà không thấy Chúa trả lời, hay là mình đi vay tạm của ai đó 100 để nói rằng Chúa trả lời. Định làm như vậy đấy, nhưng mà tôi thấy cái đó là cái mà dở. Tôi tiếp tục trông cậy vào Chúa cầu nguyện. Đến cuối tuần thứ hai, bỗng nhiên có cú điện thoại, tôi đang nhóm tế bào: mục sư ơi, đến nhận quà em từ với Việt Nam sang. Tôi bảo thôi chủ nhật mang tới cũng được, bởi vì tôi biết quà Việt Nam gửi sang là nào, là bột đậu xanh và rồng xanh rồng vàng, rồi là cá mực khô mà cái đấy răng tôi cái yếu làm sao tôi nhai nổi cá mực. Tôi tất cả cái đó quen lắm rồi, thế nên chủ nhật đưa không được. Cậu nói rằng không, em biết mục sư rồi, không phải quà như vậy đâu, nó là một cái phong bì. Tôi bảo phong bì à? Tôi chạy tới đến nơi, cậu đưa cho tôi cái phong bì đây, từ Việt Nam gửi cho vợ chồng mục sư $100. Tôi bảo $100? Bảo vâng, $100. Tôi bảo Thủy Tiên lại đây. Cậu đưa cho Thủy Tiên cái phong bì $100 dở ra.
đây là một phép lạ. Chở củi về rừng, người từ Việt Nam gửi tiền sang cho Nga, mà chúng tôi thường xuyên phải gửi tiền cho người Việt Nam, nhưng mà họ lại gửi ngược lại để dâng tiền 100 đô. Vợ tôi nói nó giá trị như 5.000 đô la lúc bây giờ vậy, không dám tiêu sau đó nữa vì nó là phép lạ. Nó là cái gì tôi chơi 100 đô la? Bạn ơi, bạn nói thế còn sau nữa? Tôi trả lời cho bạn, 7 năm cho đến năm 2007, tháng 7 chúng tôi đặt chân lên đất này, 100 đô la đó mới thôi. Còn 7 năm liền, tháng nào cũng 100 đô la. Rồi nếu như tháng này không có, tháng sau 200 đô la. Chúa đấng cực kỳ thành tín. Khi bước chân sang Đức, mana dừng rơi. Nó rơi kiểu khác. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Em nhớ câu chuyện không? Dạ. Bởi vậy cho nên chị em ơi, cái sứ điệp của tôi ngày hôm nay dành cho bạn và cho tôi, đấng sống, đấng sống lại từ cõi chết. Bạn tin hay không tin, nó sẽ mang lại hậu quả hay kết quả cho bạn. Còn tôi và cả nhà tôi tin, tôi cùng những anh em khác cùng tin điều đó, và chúng ta cùng nhau hầu việc Ngài. Tôi kêu gọi bạn hãy tin, tốt hơn là không tin. Bởi vì không tin của bạn mang đến bao nhiêu hậu quả cho bạn gần đấy năm trời rồi. Thì ngày hôm nay, nào hãy nếm thử Ngài tốt lành làm sao. Mời đứng dậy. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, cảm tạ Chúa nào. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con một lần nữa nói Ngài đã đang sống. Chúng con xin Chúa cho không phải chỉ nói miệng thôi, mà thực tế Ngài sống. Ngài sống có nghĩa là Ngài thấy hết mọi việc làm của chúng con ở ngoài phố chợ, trước hội thánh, và ngay cả trong phòng kín nữa. Ngài nhìn thấy hết và nghe thấy mọi sự chúng con giảng trước đám đông và nói thầm với vợ của mình. Chúa Giêsu yêu dấu ơi, hãy thanh tẩy môi miệng của chúng con, để thực sự lời phát ra từ miệng của mỗi chúng con tại đây là giống như lời phát ra từ miệng Ngài vậy. Người Việt Nam chúng con cần lời sống từ Ngài, cần đấng sống đó. Hãy hành động qua chúng con, hãy giúp cho mỗi chúng con xác thịt bị hạ xuống, để đấng sống đó hành động qua chúng con. Trước khi chúng ta hát bài hát cuối cùng này, tôi muốn kể cho anh chị nghe một câu chuyện. Các nhà khảo cổ phương Tây đã vào kim tự tháp của Pharaoh. Sau khi khai quật, họ nhặt được một hạt lúa mì nằm trong kim tự tháp đó 3.500 năm rồi. Nó nằm trong đó 3.500 năm một mình. Các nhà khảo cổ mang cái hạt lúa mì đó về phòng thí nghiệm, gieo xuống dưới đất, tưới nước, cho vào một môi trường đủ nhiệt độ. Sau một vài ngày, một vài tuần, hạt lúa mì nảy mầm. Sau một vài tháng sau, họ gặt được một bông lúa mì. Họ lại gieo tiếp những hạt lúa mì đó để thử xem con cháu của hạt đầu tiên đó có bị mất giống không, mất gen không. Nó lại tiếp tục ra một đám lúa mì khác. Họ đặt câu hỏi, nếu như 3.500 năm hạt lúa mì này được gieo, thì từ một hạt đó nó đã mang tới bao nhiêu triệu tấn cho nhân loại rồi. Bạn và tôi là hạt lúa mì đó. Bên trong hạt lúa mì có sự sống, nhưng nó không có cơ hội lòi ra, bởi vì vỏ cứng của hạt lúa mì quá cứng, nó bóp chặt sự sống từ bên trong. Chúa Giêsu sống lại đang ở trong tôi và bạn. Ngài nói rằng ta phá tung mộ, nhưng ngươi thì ta không thể bẻ gãy ý muốn của ngươi được. Ngươi phải tự tan vỡ khi ngươi va vào ta, chứ ta không làm điều đó. Ngươi phải tự hạ mình xuống, chứ ta không giúp ngươi hạ đâu. Con người mình phải hạ xuống. Đó là ý muốn của chúng ta. Phải quyết định, con phải hạ xuống. Rằng bắp tiết đó tôi phải hạ xuống để đấng đó được dấy lên. Vỏ cứng ở bên ngoài là những tính xấu cần phải được xưng ra trước mặt Chúa. Nó phải mục. Và sự sống từ bên trong là Chúa Giêsu được nảy mầm và phát triển. Đó chính là điều
mà sứ điệp hôm nay Chúa phục sinh trong lòng của bạn. Hãy bung ngôi mộ ra, hãy mở tung sự chết ra, để cho Trần Mạnh Hùng không còn Trần Mạnh Hùng nữa, mà đấng sống ở trong Trần Mạnh Hùng chiếm loạt. Amen. Để cho vợ bạn nhìn thấy Chúa ở trong bạn, để cho chồng của bạn thấy Chúa ở trong bạn, các con nhìn thấy Chúa ở trong bố mẹ. Cái đó là điều cần. Sự phấn hưng bắt đầu từ mỗi chúng ta. Sự thay đổi cộng đồng bắt đầu từ sự thay đổi của tôi và bạn tại đây. Chúa ơi, hãy đi Chúa cầu nguyện nào. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúng con đi phát 1.000 tờ truyền đạo đơn, chúng con in 1.000 tờ giấy mời mà họ chưa tới đây. Chúng con nhiều khi buồn, nhưng Chúa đã dạy chúng con một bài học. Hãy dâng của lễ cảm tạ. Chúng con là những đối tượng phải thay đổi trước. Chúng con là những đối tượng cần phải tiếp nhận sứ điệp Chúa phục sinh trước. Sống với sứ điệp đó, hành động với sứ điệp đó trước. Và bàn tay của Chúa phục sinh đấng sống đó sẽ đụng chạm vào mỗi chúng con, tới với cộng đồng, tới với những người mua hàng, tới với những người làm việc chung với chúng con và người hàng xóm, trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.